Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã thông tin thêm liên quan đến vụ việc phá chuyên án ma túy, thu giữ gần 90 kg ma túy các loại tại tỉnh Đồng Tháp. Các lực lượng đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy các loại từ Campuchia theo đường sông để vận chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tấn công 13 tụ điểm hoạt động cờ bạc dưới hình thức ghi bán số đề và cá độ bóng đá trên địa bàn huyện Thăng Bình. Lực lượng chức năng tạm giữ hình sự 4 người về hành vi tổ chức đánh bạc gồm Phạm Thị Hồng Hà, 45 tuổi, Lê Thị Nga, 55 tuổi, Phan Việt Hùng, 44 tuổi và Nguyễn Xuân Phong, 50 tuổi. Mỗi ngày tổng số tiền các đối tượng giao dịch hơn 1 tỷ đồng và trong vòng 1 tháng cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã giao dịch cá cược số đề trên 30 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 1, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 thanh niên về các tội bắt giữ người trái pháp luật, đánh bạc và cướp tài sản. Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Đình Hùng cùng với một số người khác thuê nhà nghỉ Lilami, thị trấn Hà Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam để tổ chức đánh bạc. Trong lúc sát phạt, nhóm này nghi ngờ Phan Hoàng Sơn, 36 tuổi, chú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam gian lận nên đã gọi điện cho Nguyễn Hoàng Vũ. Sau đó, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Nam cùng 5 người khác đến nhà nghỉ trên để đòi lại tiền. Tại đây, Dương Ngọc Thức dùng dao uy hiếp các con bạc, Nam cùng một số người khác lao vào đánh đập Sơn và 2 người khác. Ngày 20 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Tôn Nữ Thanh Huyền, 43 tuổi, 16 năm 6 tháng tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Huyền là nhân viên tiếp thị đã nghỉ việc của công ty cổ phần dầu thực vật Tường An. Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019, Huyền đưa ra các thông tin giả là công ty Tường An đang có chương trình bán hàng giảm giá với điều kiện phải mua số lượng lớn trả tiền trước. Với thủ đoạn trên, Huyền đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 5 bị hại với hơn 1,7 tỷ đồng.